L đến từ Nhật Bản thì con này là dấu Nhật Bản, phương tiện Nhật Bản đó. L. À, so good. Ok. Nào. Bắt đầu. Cười ạ. Cứ đọc chậm chậm cho cô rồi nhá. Chậm thôi, chậm thôi, chậm nhưng mà mồm mình lại mở to. Chậm thôi. Ok, bắt đầu. Hello everyone from Fantastic. Welcome to my presentation. My Ui, là dolphin. Dolphin? Yeah. Yes, I like dolphin. Yes, I do. Who you like? Me. Sure. Yeah, I love you. So do you like me? Yes or no? Yes. Yes, I. Two. Mm, okay, good. Good. So, and I want to ask you, how many bears are there now? How many? One, two, three. Three. Yes. Right, three bears. And I want to ask you, how many bears right now? One, two, three, two. And four. Oh, yes. Hello. Hello. How are you? I'm good. Yes, nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? My name is Hoon. Yeah, and how old are you? I'm 12 years old. Where do you live? I live in Hanoi. Hello, hello, hello. My name is Ho Thanh Chu. Anh nên call me Miss Chu if you wish to. Mình đã làm việc tại Pantado được khoảng 1 tháng rưỡi. Học sinh đầu tiên của mình là em Vũ Tâm Huyền PK1222. Lần đầu tiên gặp Huyền thì mình đã rất là ấn tượng vì Huyền khiến cho mình nhớ đến bản thân mình ngày trước, hay thậm chí là bây giờ, đeo kính, bố tóc đơn giản và khá là nhút nhát. Nhưng khi Huyền cố hết sức để vượt qua sự nhút nhát của bản thân để nâng cao khả năng phát âm tiếng Anh, đây là điểm yếu của con, thì mình nhận ra Huyền hoàn toàn có khả năng để chinh phục bộ môn tiếng Anh. Bạn thứ hai là Ngô Đức An PK1264. An là một cậu bé rất là thông minh, rất là nhanh nhẹn và gò mò nữa. Tuy nhiên, nhanh nhẩu và rất ẩu. Nếu con có thể khắc phục được điểm này, con hoàn toàn có thể khai phá hết tiềm năng bên trong để trở thành một người sử dụng tiếng Anh thành thạo. Bé tiếp theo là Nguyễn Văn Hương PK1337. Hương là một cô bé rất ngây thơ và trong sáng, con học tiếng Anh như thể là tiếng mẹ đẻ vậy. Có thể là bởi vì con mới có 7 tuổi thôi. Và mình tin rằng sau mỗi buổi học vui tươi, nhẹ nhàng thì Hương có thể tiếp thu tiếng Anh một cách tự nhiên nhất. Và cậu bé cuối cùng là Lê Quốc Hưng PK1388. Mình dạy Hương chưa được tới 10 buổi nhưng mà mình đã có rất là nhiều tương tác với cậu bé này. Hương tuy học hơi chậm một chút, có lẽ là con sau thời gian nghỉ dịch thì con quên khá là nhiều, nhưng mà con rất chăm chỉ và có tinh thần tự giác làm bài tập. Trước kỳ kiểm tra, con luôn luôn giục cô giáo là cô ơi, gửi bài cho con đi để con còn làm, để cô còn chữa cho con. Mình nghĩ rằng nếu con cứ tiếp tục tinh thần này thì không lâu nữa tiếng Anh của con sẽ tiến bộ vượt bậc. Sau khoảng một thời gian, có lẽ là hơn 1 năm rưỡi nghỉ ngơi, trở lại làm giáo viên tiếng Anh, thì mình càng tin rằng trẻ ở Việt Nam có rất nhiều nội lực, có rất nhiều tiềm năng. Các con có thể sử dụng các con có thể sử dụng máy vi tính và điện thoại một cách thành thạo để phục vụ cho việc học. Và trên hết là các con rất ngây thơ, rất trong sáng và không hề sợ môn tiếng Anh. Các con ạ, khi dạy các con, cô không chỉ muốn là một giáo viên tiếng Anh bình thường mà cô muốn sẽ là người đóng dấu vào tâm trí các con rằng bằng sự kiên trì, bằng sự nỗ lực, bằng niềm tin mãnh liệt vào bản thân, các con sẽ có thể chinh phục được tất cả mọi thứ, không chỉ riêng là tiếng Anh. Cô rất thích bài hát When You Believe, trong đó có một câu nói như thế này:
We are not afraid, although there is much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Chúng ta bây giờ không e ngại gì cả, dù có rất nhiều điều đáng để sợ hãi. Chúng ta đã và đang rời với mọi thứ trước khi chúng ta nhận ra mình có thể làm điều đó. Phép nổ có thể xảy ra khi chúng ta có niềm tin mạnh mẽ. Các con, cô muốn các con luôn tin tưởng vào bản thân mình, luôn tin rằng mình có thể học tiếng Anh, mình có thể giỏi tiếng Anh. Các con hãy nhớ rằng cô tin vào bản thân các con hơn cả các con tin vào chính bản thân mình. Và vì thế, cô muốn các con ngay tối nay sẽ tiếp tục cùng cô đồng hành trên con đường chinh phục bộ môn tiếng Anh. Các con có đồng ý không? Nếu các con đồng ý thì nếu các con đồng ý thì phải lên lớp. Ok. Nhưng mà lại có một điểm rất là quan trọng nữa này. Đừng có lên lớp muộn nhá. Trước khi thành công một điều gì đó, điều đầu tiên đó chính là đúng giờ, không nghỉ nhiều. Ok. Yes, sure. I know you guys all understand. Okay. See you later, kiddos. Goodbye.